bảy đó là cảnh thần tiên. Thank you.
Thank you.
vầng mây, ngô sắc nghi hồng tươi, hoa đường con quần 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 mai thần lòng thần lòng hoàng 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 h
sáng tỏ hơn sao ông bảy cầm cầm xe như chiều từ buồn đau 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 sầu sầu nồng bắt bắt treo như cổng mình ngồi xe xoay xoay ông muốn bước vào như long long buồn thì khoang thờ gọi như ra cầu cầu phong hoàng bảy đang bật bật ngày 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 nguyện kế ông nàng ơi đức ngâm hành hành thảo hiền tu nhân nhân mà đức hoàng bảy chép biên cho nguyện được tiếng ý toàn cho sợ cầu sẽ tông 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 các đông qua xuân tới ha đầu xuân thiên thủ về tặng của chúa bà Nguyệt Hồ chính thị chân quý bài kiệm có đi không mở kho trao lộc ngân phiến thư giảm mùng 3 tháng 2 tiệc mộng sơn lâm chí tiết chí thành khăn đào áo đỏ nơi đất sơn lâm bảo hà đầu làm vai hai tay làm kiệu bắc kế ông ngồi làm ngai ông cho họ Nguyễn ngân phiến thư giả đầu tháng 2 tiệc sơn lâm về cửa ông để hầu ông tiếp hơi bồi sức tiếp lộc bồi tài ông ngả tay phù ông ra tay phép ông cho cứu đâu đắc đấy cầu đâu được đấy đâm con nhang sang đệ tử sống lâu giàu bền có ngân có xuyến có tiền có của để phụng sự cửa thánh mẫu phụng sự cửa lành giang vọng từ phụng sự cửa thánh hoàng cho được năm chiều xế bóng thế mà lập sơn lâm sơn trang nát đường không hết tung cây thả lộc hái lá hóa ra tiền ban tay ban liệt chứng tâm nhà họ Nguyễn nhất tâm ngày lên để hồ chính vị thủ bởi thầy ông mở kho cho lập có ngân có xuyến có tiền có của bên sơn lâm bảo hà hầu ông nhá nhất tâm này 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 sai thập thập nhị các cô nàng cô tiền tây mau mau đầu ba khe thì cô làng núi cô sơn sơn bồ kỳ ta bay đèn sơn bồ đèn tiên cô làng đôi sơn bồ bàn đèn xe ngang xiêm xứ có cả móc móc tiếng chơi ngàn vàng đình đình nha trong
ngọn đèn tay thiếu huy cho cỏ tay ông bảy cầm thua yên tìm cô nàng dừng kẻ bánh nguyên
gần xa thiên đồng.
ai cũng thỉnh được đâu. Cô này cô có phép niềm màu ngự ra cô hát một câu rõ ràng. Ai nịnh sự đàng hoàng ngự đồng những chốn sáng hoàng thanh thanh tao những kẻ xa xôi tâm tâm phào an an đi gian nó dối thời cố một tay sắp đặt các việc rõ ràng chẳng
tiếp công sức hay tiền tài. Lần sau mời Tu Loan ra phải đúng văn văn bài tới kinh đô, sao 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 nóng nóng,
lớn lớn mò.
bay vượt qua. Cô xinh như hoa, cô đẹp như tiên nữ sa. Thank you.
Thank you.
lần sau sự tái.